bế mạc giải, và tôi đề nghị tất cả các ông bà trong tổ trọng tài, trong ban tổ chức, chúng ta hãy ở lại. Vâng, chào đại diện trong toàn trọng tài hai đội bốn nữa cùng với bốn trọng tài viên, xin kính chào toàn thể quý vị. Vâng, trọng tài chính đã làm thủ tục và xin chào hai đội. Đội tuyển FC Miền Đông, đội tuyển FC Hà Nội, xin kính chào toàn thể quý vị. Toàn thể quý vị một tràng pháo tay thật lớn ạ. Vâng, xin chào chào cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều ạ. Sự cổ vũ của toàn thể quý vị là niềm động viên khích lệ. Vâng, cổ vũ rất là lớn đến toàn thể quý vị. Và trận đấu hiệp đấu thứ nhất thì đội FC Miền Đông ở bên tay trái và đội tuyển FC Hà Nội ở bên tay phải khán đài chính. Hiền Lê xin chào mọi người, Hiền Lê xin chào toàn thể cô chú anh chị em xem live trên kênh fanpage Hiền Lê Live. Chúng ta đang xem diễn biến của trận chung kết của giải bóng chuyền hơi nam do câu lạc bộ thể dục thể thao văn hóa văn nghệ chùa Liên Trì Quốc Oai Hà Nội tổ chức. Và đây là trận cuối cùng của giải, đó là trận chung kết rất là hay giữa hai đội gần mảnh của Vi và các bạn, đó là đội đến từ miền Đông với có sự hiện diện của Sinh Mẩu và Long Nhật, và bên kia màn ảnh của quý vị và các bạn đó là đội anh em Hà Nội có sự hiện diện của cặp đôi khá hay, đó là Công Toàn và Tùng Lâm. Bên phía miền Đông còn có Giang Nguyễn, Đại Vĩ, các cầu thủ cũng rất dày dặn kinh nghiệm trong làng bóng chuyền hơi, có những pha phối hợp đánh rất tốt, rất ăn ý. Chúng ta sẽ được chứng kiến những pha bóng rất hay và đỉnh cao, những pha bóng rất là đẹp mắt và những pha bóng rất tuyệt vời. Đây là trận chung kết xứng đáng để cho chúng ta được xem. Để hiện ra là những mọi người chia sẻ đi ạ. Cô chú anh chị em chia sẻ lên ạ. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Đội miền Đông và đội Hà Nội trong trận chung kết. Anh em chia sẻ đi ạ. Anh em cô chú anh chị em chúng ta chia sẻ đi. Một trận bóng rất tuyệt vời. Một trận đấu không hẹn mà gặp của hai đội giữa miền Đông và anh em Hà Nội. Những idol, những cầu thủ, những đội bóng có những pha bóng hay và vượt qua rất nhiều các cầu thủ, đối thủ. Và trọng tài chính điều khiển trận đấu này đó là anh Hoài Nam đến từ Bắc Giang. Trọng tài phụ là đến từ đội chủ nhà Liên Trì. Gồm có hai trọng tài viên. Ta sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến cuối cùng của giải đấu, trận chung kết, trận đấu rất tuyệt vời. Số 1 đội môn quả khởi động. Tài đang cho khởi động. Tùng Lâm này đau chân, đúng rồi, Tùng Lâm đau chân rồi. Hai quả rồi. Chúng ta tiếp tục quay lại trận chung kết. Trận thi đấu chung kết được bắt đầu. Đội miền Đông phát bóng. Miền Đông phát bóng. Thôi, còn tôi cho có điểm đầu tiên cho Hà Nội 1-0. Pha đánh bóng tốt của đội anh em Hà Nội, điểm là 1-0. Tốt, thủ bóng rất tốt, pháo thủ bóng rất hay của anh em Hà Nội. Miền Đông rất hay, pháo bóng kéo léo. Một đều. Điểm là một đều cho Miền Đông. Bóng, cho đội, mọi người đang xem trận chung kết của giải bóng chuyền hơi nam do câu lạc bộ thể dục thể thao chùa Liên Trì tổ chức, và chùa Liên Trì ở Quốc Oai Hà Nội. Đội phá bóng 2-1 cho Hà Nội. Trận đấu rất là hay. Trọng tài chính điều khiển trận đấu là anh Hoài Nam. Chúng ta đang xem diễn biến của trận chung kết. Điểm số là 2-1 cho anh em Hà Nội. Có rồi. Rồi cho anh em Hà Nội. Biên 4 không được rồi. Ai đây?
Khó rồi, mà bữa hôm chưa ăn ý. Vâng, một cú đập quá năng lực mà điểm rồi, 2-2. Điểm là 2-2. Ngay từ phút đầu tiên thì chúng ta đã được chứng kiến những pha bóng đang co. Hai đội đang rất cẩn thận để thăm dò các đối thủ. Hay rồi cơ ơi, biên 4. Bóng bóng đã bay thẳng ra ngoài, đầu điểm cho Hà Nội. 3-2. Ngay sau khi đánh bóng tốt ở biên 4 thì các cầu thủ số 3 đã xuống mất bóng. Điểm cho anh em Hà Nội 3-2. Đang xem diễn biến của trận. Chia sẻ đi ạ, cô chú anh chị em chia sẻ. Bóng vào tay trắng. Điểm 4-2 cho Hà Nội. Điểm là 4-2 cho Hà Nội. Đội Đông Anh cần phải đánh bóng tốt. Bóng bật tay trắng ra ngoài. Vâng, đội điểm 3-4 cho miền Đông. Điểm cho miền Đông 3-4. Pha bóng đánh tốt của Long Nhật. Bóng bật tay trắng của miền anh em bóng. Anh em Hà Nội ra ngoài. Anh em Hà Nội. Vâng, bóng trước tay trắng và đội điểm 5-3 cho Hà Nội. Vẫn là cầu thủ số 3 đánh ở biên 4. Đập quá nguy hiểm. Rất mạnh, điểm là 5-3. Được rồi, cơ ơi. Rất khéo. Vâng. Điểm 4-5. Và điểm là 4-5 cho miền Đông. Phát bóng 4-5 cho miền Đông. Ta đang theo dõi diễn biến của trận chung kết. Miền Đông phát bóng. Hai đội miền Đông Đức Anh và anh em Hà Nội. Những cầu thủ rất dày dặn trong bóng chuyền ơi. Đã gặp nhau ở trong xe đấu này. Còn vẫn còn. Bóng bật chân thật là tuyệt vời của miền Đông. Vẫn còn, cơ hội cho Long Sinh Cờ. Bóng chắn bóng tốt, đội điểm 6-5 cho Hà Nội. Điểm là 6-5, điểm là 6-4 cho Hà Nội. Vâng, thưa quý vị, 6-4 cho Hà Nội. Pha bóng rất khó chịu. Tốt, rất hay của anh em Hà Nội. Rồi cho Chính Bảo. Tốt. Vâng, đội điểm 5-6 cho Miền Đông. Bóng rất hay của Sinh Bảo, điểm là 5-6 cho cô em. Cảm ơn, chào Ngọc Trần Thảo và Yến Lê và mọi người nhé. Chào mọi người, cảm ơn mọi người rất nhiều. Tốt rồi, cơ hội cho anh em Hà Nội. Rất kéo. Điều đổi điểm 7-5 cho Hà Nội. Điểm cho anh em Hà Nội 7-5. Chúng ta đang xem diễn biến của trận chung kết của giải bóng chuyền ơi nam. Rồi cho miền Đông nước Anh. Rất khéo. Chán bóng tốt. Đội điểm trắng mắt cốc 6-7. Điểm cho miền Đông nước Anh 6-7. Sinh Bầu sẽ là người phát bóng. Cuộc chiến nội bộ đúng rồi. Chào Phương Đô Lai. Vâng, quý vị đang được chứng kiến trận chung kết đúng là xứng đáng của hai đội đã vượt qua và vào trận chung kết. Tốt. Và đánh bóng tốt của Điểm 7-0. Điểm cho miền Đông nước Anh 7-0. Anh em Hà Nội có gì không? Bóng ra ngoài sân. Điểm 8-7. Bóng ngoài 8-7 cho miền Đông. Miền Đông thắng bóng. Bước 1 đẹp rồi. Anh em Hà Nội. Chán bóng tốt. Chán bóng tốt. À, chán bóng tốt của miền Đông. Điểm cho miền Đông 9-7. Chán bóng rất tốt của miền Đông, mọi người chia sẻ đi ạ, chú anh chị em chia sẻ đi ạ, chia sẻ lên đi ạ, cảm ơn mọi người rất nhiều. Hà Nội cố lên. Tốt rồi, cho Hà Nội. Hà Nội có gì không? Tốt. Miền Đông Sinh Bảo. Pha bóng rất là lực mà nhân điểm đến đúng người. Điểm 17 cho miền Đông. Pha đánh tốt của pha đánh bóng rất tốt của Sinh Bảo. Pha bóng có phần hơi ngửa nhưng Sinh Bảo đá đánh bóng rất tốt cho bóng vừa rồi, điểm là 17. Quý vị đang được chứng kiến phần chung kết. Điểm số lúc này đang là 17 đang tạm nghiêng về đội tuyển FC Miền Đông. Điểm số đây đang là 17 rồi. Là mang lại những pha bóng cũng như trận chung kết thật là tuyệt vời của mùa giải. Hai đội xứng đáng là trận chung kết. Nếu đội nào vào giành được giải thưởng giành quán quân cũng là xứng đáng. Anh Hoài Nam mất rồi chính ạ.
hai giải trận đấu điểm đang là 17 cho miền Đông của nước Anh. Và anh em Hà Nội vào trận đấu thứ nhất. Không biết anh em Hà Nội có cắt được không? Anh em Hà Nội. Rất tuyệt vời. 8-10 cho Hà Nội. Pha lừa chắn của Hà Nội rất tuyệt vời. Không có ai theo chắn cho biên 2 trong quả bóng vừa rồi. Và biên 2 không để làm cho chiến ai thất vọng. Quả bóng cắm sân. Hay rồi. Có rồi. Pha đánh rất hay của Sinh Mẩu. Sinh Mẩu có pha đánh bóng uy lực. Bóng lọt chắn. Điểm 18 cho Hà Nội. Bóng vừa rồi lọt hay là sang đúng không? Có thật. Chắn bóng rồi. Điểm 12-8 cho Đông. Điểm là 12-8 cho các cầu thủ đến từ miền Đông nước Anh. Tuyệt vời. Anh em Hà Nội có bắt được không? Anh em Hà Nội. Vâng, một đội phải. Bắt tay trắng. Một bóng bay ra ngoài rất mạnh. Và đổi điểm 9-12 cho Hà Nội. Anh Đông vừa đi rồi nha mọi người. Lên, Nam anh đúng anh đúng Đông vừa lên. Đi rồi hiện lên không. Hai đội thi đấu hết mình. Có đây nữa. Điểm đang là 19-9. À xin lỗi, 12-9. Rồi, cho anh em Hà Nội. Ai đây? Vẫn còn. Rất khéo. Đúng rồi. Đội điểm. Vâng, 13-9 cho miền Đông. Vẫn là những pha bóng đầy uy lực của Sinh Mẩu. Có pha đánh bóng rất tốt từ biên này, tuyệt vời. Vẫn còn cơ hội cho miền Đông nước Anh. Thắng bóng tốt, đội điểm. Không được 9, rồi. Đội điểm 10-13. Hai người theo Hà Nội. Hai người theo chắn Long Nhật trong bóng vừa rồi. Điểm đổi cho anh em Hà Nội. 10-13. Vẫn là Sinh Mẩu. Trọng tài đang khám tay. À, điểm 14 cho miền Đông, 14-10 cho miền Đông. Điểm là 14-10 cho miền Đông của nước Anh. Phát bóng. Liệu là anh em Hà Nội có làm gì được trong phòng này không? Bước một rất đẹp cho anh em Hà Nội rồi. Đấy, lọt rồi. Vẫn là Sinh Mẩu. Điểm được nâng lên 15-10 cho miền Đông. Vẫn là idol Sinh Mẩu phải nói là có cổ tay rất tốt. Phòng bóng vừa rồi vừa ngửa vừa cao. Anh có một pha cổ tay phải nói rất tốt trong phóng vừa rồi. Đấy rồi. Và điểm cho điểm lên 16. 10. Và Hà Nội 16-10. Tạm dừng 10. Sau khi bị dẫn đến 6 điểm thì các cầu thủ của và anh em Hà Nội xin tạm dừng 10. Cách biệt đã là 6 điểm. Cho đội miền Đông. Và đội Hà Nội sẽ cố lên. Bái đầu em là lên. Bảo với anh em Hà Nội là vô địch năm anh thưởng 1 triệu. Năm anh thưởng 1 triệu ạ. Không ai ở đây rồi. Rồi tí nữa chị sẽ nhắn nhá. Các em ấy ở bên sân bên kia rồi. Sân bên này sang sân bên này thì sẽ nhắn. Ok Nam Anh nhá. Tí nữa chị sẽ chia sẻ các bạn đang ở bên kia rồi. Còn anh Đông thì về rồi sao đến lên không rõ lắm. Không nhìn thấy ở đây. Và điểm số cách biệt rất xa, 6 điểm cho sau thời gian miền Đông nước Anh. Hai đội tiếp tục. Hai đội. Hà Nội có gì không? Bóng rất. Đó là cầu thủ đánh từ biên 4. Đánh rất tốt. Điểm đổi cho anh em Hà Nội. Điểm lúc này tôi đổi điểm 11-16 cho Hà Nội. 16 rồi. Đấy anh em đánh cao bao nhiêu vậy chị? Anh em đánh cao 2m20 mọi người nhá. Còn. Vẫn còn. Miền Đông, Long Nhật, thủ bóng rất tốt. Còn. Vẫn còn. Chắn bóng tốt. Đã điểm nâng lên được rút ngắn xuống 12-16 cho Hà Nội. Điểm 12-16. Chỉ còn 4 điểm nữa. Nhắc luôn cho em cố gắng. Nhắc luôn ạ. Không ai nhắc hộ. Chị đang bình luận nhắc hộ. Chưa người nhắc hộ. Thì nữa sẽ nhắc cho em. Còn rồi, đầu điểm. Điểm là 17-12. 17-12 cho miền Đông. Điểm là 17-12 cho anh em miền Đông. Hà Nội có tích không? Bóng tốt. Vâng, chắn bóng ra ngoài. Có đội điểm 13-17. Pha đánh bóng tốt của cầu thủ số 3 đánh từ biên 4 cho anh em Hà Nội. Điểm 13-17.
Vâng, thôi vẫn là sinh mẫu. Bóng tốt. À, phải nói là em đến Lê công nhận là sinh mẫu có cái cổ tay tốt thật. Đội điểm 18, 13 cho Việt Đông. Bật nhảy tại chỗ và quá lực. À, có bóng hơi ngửa về sau mọi người nhá. Bật nhảy tại chỗ, bóng hơi ngửa về sau nhưng mà bóng vẫn trong vạch. Cắm chân rất mạnh. Còn cơ hội cho Miền Đông vẫn là sinh mẫu. Pha bóng tí thì rách lưới của sinh mẫu. Được nâng lên. Điểm cho Miền Đông 19-13. Sinh mẫu trên này đánh không phải cái cho Miền Đông trận đấu rồi, đúng rồi. Sinh mẫu ở trận đấu này sinh mẫu đang thể hiện rất tốt. Nó có những pha bóng rất hay, rất tuyệt vời. Điểm cho Miền Đông của nước Anh 19-13. Rất khó chịu. Cơ hội cho anh em Hà Nội. Tiến bố. Lọt chán rồi. Bàn trọng tài là bắt lỗi. Điểm cho anh em Hà Nội. Đội điểm 14-19 ra rồi. 14-19. À lọt chán. Rất đáng tiếc. Xếp bòi rồi. Một pha bóng rất là đáng tiếc. Xếp bòi cho Miền Đông nước Anh. 20-14. Anh Việt an toàn. Ai đây? Điên 4. Chị Quyên 2 rồi. Chán bóng rồi. 21-14. Xếp thứ nhất. Miền Đông thắng với điểm số 21-14. Và tiếp tục theo diễn biến tiếp theo của trận đấu thứ hai. Giữa hai đội gần màn ảnh của các bạn đó là đội đến từ anh em Hà Nội. Và bên kia là Miền Đông của nước Anh. Và tiếp tục theo đấu trận đấu thứ hai. Và Miền Đông. Anh em Hà Nội phát bóng, bước 1 rồi, khó khăn. Xử lý khéo của Long Nhật. Bóng về. Đầu tiên Long Nhật pha đánh bóng luôn. 1-0. Hà Nội đánh mạnh dạng tay nữa cũng khó mọi người ạ, gặp anh em phiền lắm. Đội idol nhà anh em họ Lưu không đánh, anh chị về lâu rồi. Anh em họ Lưu về từ phòng 116 rồi, gặp Miền Đông của nước Anh. Gặp Miền Đông của nước Anh nên là về sớm quá. Số 3 Hà Nội khách quán rồi. Đội Lưu Quốc Cường thì gặp Miền Đông nước Anh ở vòng 116 nên về sớm mọi người ạ, rất đáng tiếc. À, rất tốt. Anh em Hà Nội rồi, cơ hội cho Miền Đông của nước Anh, pha chuyền bóng rất đẹp. Vâng, trận đấu tốt. Điểm 2-1 cho Hà Nội. Điểm 2-1 cho anh em Hà Nội, một pha chuyền bóng rất hay của Giang Nguyễn. Nhưng rất khó khăn khi sinh mẫu đang bị theo đến hai chắn trong pha bóng vừa rồi. Anh em Hà Nội phát bóng. Cơ hội cho Đông Anh. Ngoài sân rất đáng tiếc. Bóng ngoài sân và điểm nâng lên 3-1. Điểm 3-1 rồi. Hà Nội phát bóng. Số 3 phát bóng. Anh em Hà Nội bây giờ là 3-1 cho anh em Hà Nội rồi. Bước 1 rất đẹp. Tốt, thủ bóng tốt. Rất là tốt. Và thủ bóng rất tốt. Tốt, đó là Long Nhật. Đội điểm 2-3 cho Miền Đông. Pha đánh bóng rất tốt của Long Nhật ở biên 4. Long Nhật có pha đánh bóng biên 4 rất hay. Điểm là 2-3 cho các cầu thủ đến từ đội Miền Đông nước Anh. Biên 4. Chắn bóng tốt. 3 đều. Điểm 3 đều cho các cầu thủ đến từ đội Miền Đông của nước Anh. Tốt rồi, ai đây? Vẫn là biên 4. Về rất gọn. Và về rất gọn gàng của cầu thủ bên đội anh em Hà Nội. À, không phải, lọt mà người. 4-3 cho Hà Nội. Lọt Hà Nội nhìn như về mọi người nhỉ? Rất đáng tiếc. Là phát bóng không qua lưới. Điểm 4 đều. Lọt đấy, đúng là bóng nhanh quá, không nhìn rõ được mọi người ạ. Già rồi, mắt kém rồi, không nhìn rõ được. Tốt rồi, cơ hội cho anh em Hà Nội, vẫn là biên 4. Rồi, cho Miền Đông nước Anh, khó rồi. Ai đây, sinh mẫu, chính xác. Bóng trong sân. Wow, sẽ lấy một tờ cái gì ạ? Pha bóng trong sân, pha bóng rất đẹp mắt của sinh mẫu. Miền Đông 5-4, Miền Đông phát bóng. Có đến 4 trọng tài biên cơ, các cầu thủ yên tâm. Có đến 4 cái mắt, 8 đôi mắt để cho mọi người xem xét, không bao giờ sợ lỗi. Vẫn là cầu thủ số 4, đánh từ biên 4, đó là sinh mẫu. Cảm ơn các bạn, chào các bạn, chào các bạn. Xin chào đội viên, chào Trần Văn Long nhé, hãy lên chào mọi người. Bàn Đình Vũ ở số 4 đánh rất tốt. Chẳng có tay của bà Đình Vũ cho ai được. Chẳng tay chắn ra ngoài.
điểm cho cầu thủ miền Đông Đức Anh 6 năm. Hai đội này đang rất căng và đội phát bóng 6 năm cho miền Đông. Tốt rồi, cơ hội cho anh em Hà Nội. Trọng tài xác định bóng chạm tay chắn. À. 6 đều. Đội điểm 6 đều. Thì phòng nó chưa vào tay đâu mọi người ạ. À. Hai đội chơi trắng xa là sao. Tôi thấy trận thi đấu trận đấu rất hoàn toàn. Rất khéo. Cũng mong sự cổ vũ của toàn thể quý vị khán giả trong trận đấu được hay hấp dẫn và nóng lên. Vẫn còn. Còn rất nỗ lực của các cầu thủ. Rồi cho miền Đông Đức Anh. Rất hay. Đó là lòng nhận. Bóng bóng đi ra ngoài. Và báo điểm. Đội điểm 7-6. Cho miền Đông. Pha đánh bóng rất tốt của Long miền Nhân. Đông điểm cho miền Đông 7-6. Vậy là điểm số thứ 7 điểm số 7 đều cho các cầu thủ đến từ đội anh em Hà Nội. Rất là ngang, rất ngang. Hai đội đang giằng co luôn. Bóng thứ hai. Điểm lên 8-7 cho Hà Nội. Chắn bóng tốt, điểm là 8-7. Và đội đấu thứ hai này Hà Nội đã chỉnh đấu lại đội ngũ và huấn luyện trưởng đã quyết định cho hai đội Sinh Bảo tốt. Và pha đánh bóng rất tốt của Sinh Bảo. Sinh Bảo vẫn đang đánh rất tốt ở trận đấu này. Đội điểm 8-0. Và xe miền Sinh Bảo vừa qua nhưng pha đánh bóng rất khó chịu. Và chắn bóng tốt. Điểm 9-8 cho Miền Đông. Và điểm được nâng lên 9-8 cho Miền Đông. Miền Đông phát bóng. Được rồi, cơ hội cho anh em Hà Nội. Biên 2 tốt. Bóng trong sân. Và biên 2 9 đều. Đội điểm 9 đều. Bóng từ bên này rất tốt. Liên tục hai đội giằng co. Và điểm số lúc này đang là 9 đều. Và quyền phát bóng được cho đội FC Hà Nội. Cảm ơn những team like của mọi người, cảm ơn rất nhiều. Hay rồi, miền Đông. Miền Đông. Bất ngờ. Rất tốt của Sinh Bảo. Vẫn là Sinh Bảo. 19 cho miền Đông. Điểm là 19. Phải nói là biên 2 và biên 4 của miền Đông đang thể hiện rất tốt. Đều có những pha ghi điểm rất hiệu quả. Anh em Hà Nội. Biên 2. Bóng bật tay chắn ra ngoài và đổi điểm. 10 đều. Anh em Hà Nội 10 đều. Thi nhau rất trước. Xong tỷ số bây giờ đang là 10 đều. Đồng đồng đàn cò rất là quyết liệt. Cảm ơn những team like của mọi người. Cảm ơn rất nhiều. Có rồi. Bóng tốt của Sinh Bảo. Vẫn là Sinh Bảo. Pha bóng đầy may mắn. Cho miền Đông 11-10. Điểm cho miền Đông 11-10. Liên tiếp là những pha bóng ăn miếng trả miếng của cả hai đội. Miền Đông đang rất thức 11-10. Hà Nội. Bóng tốt của Tùng Lâm 11 đều. Và 11 đều ạ. Và 11 đều cho Hà Nội. Rất là tuyệt vời ạ. Hà Nội thắng bóng. Miền Đông của Đức Anh. Hay. Trong sân. Pha phối hợp đánh nhanh. Pha phối hợp đánh nhanh rất tuyệt vời của miền Đông. Cho miền Đông. Và phối hợp đánh nhanh rất hay. Rất là kỹ thuật của đội miền Đông. Tuyệt vời. Rất nhẹ nhàng. Bóng tốt. Và lúc này điểm cam bằng 12 đều cho Hà Nội. Pha chuyền bóng một tay của Công Toàn rất tốt. Và điểm là 12 đều. Rất căng mọi người ạ. Bên nào có bóng bên đấy có điểm. Điểm một trận đấu rất căng to, rất chóng mặt. Bên đội nào xin chú ý ạ? Hai đội xin tạm dừng hội ý. Đấy ngay quá, đúng mọi người ạ, hay lắm luôn mọi người. Chứng kiến là bóng bên nào bên đây có điểm mọi người nha. Anh em Hà Nội đang đội miền Đông và Hà Nội như thế. Điểm số lúc này đang là 12 đều dành cho hai đội. Bởi vì là hai đội miền Đông đang dẫn dắt trận đấu đầu tiên rồi. Hai đội trận đấu thứ hai này thì cố gắng lên. Anh em Hà Nội cần phải cố gắng thì mới có trận đấu thứ ba được. Cống hiến cho toàn thể quý vị khán giả. Cũng như giải đấu được thành công tốt đẹp, xin trân trọng cảm ơn toàn thể quý vị khán giả cũng như
các cầu thủ và ban tổ chức người giải rất nhiều. Trọng tài cho hai đội tiếp tục được bắt đầu. 12 đều. Hai đội phát bóng. Rất đáng tiếc bóng đi ra ngoài. Và đầu điểm 13, 12. Điểm 13, 12 cho Miền Đông. Cơ hội chắc chịu của Hà Nội. Hãy cố gắng lên. Rồi cho Miền Đông. Không được rồi. Rất cố gắng. Đều bóng rất tốt. Bóng tốt. Tốt, tốt, tốt. Hòa cứu bóng rất tốt. Tốt, thủ bóng rất hay của Long Nhật. Chính bảo. Bóng tốt. Điểm cho Miền Đông. 14-12. Hai đội đánh hay quá đúng không người ạ? Mọi người chia sẻ đây ạ. Cho Miền Đông. Một pha bóng tuyệt vời của các cầu thủ Miền Đông. Mọi người chia sẻ đi ạ, một trận đấu rất tuyệt vời. Rất đáng để chúng ta xem và học hỏi. Hay rồi, cơ hội cho anh em Hà Nội, viên hay. Tốt. Ra ngoài, có đội điểm. Điểm 13, 14. 14 cho Hà Nội. Số 3 phát bóng. Viên Đông, viên hay, vẫn là sinh mẫu, rất khéo. Còn cơ hội cho Miền Đông. Rất hay. Pha đánh bóng nhanh rất tốt của Miền Đông. 15-13 rồi. Miền Đông của nước Anh đang thể hiện rất tốt. Và các cầu thủ của anh em Hà Nội cố lên ạ. Anh em Hà Nội cố gắng lên. Anh em Hà Nội liên 4. Tốt. Pha đập bóng rất tốt của Đình Vũ. Đội điểm 14-15 cho điểm Hà Nội. Cho Hà Nội 14-15. Chỉ còn một điểm nữa thôi, đảm bảo được điểm số. Rất cố gắng. Và điều chắn tốt của Giang Nhân. 16-14 cho Miền Đông. Đáng tiếc cho các cầu thủ Hà Nội. Rất khó khăn cho anh em Hà Nội khi gặp phải một đối thủ khá là căng, dài dặn kinh nghiệm. Còn tốt. Hai bóng của Chính Bảo 17-14. 17-14. Rất khó khăn anh em Hà Nội mọi người nhá. Hà Nội cố lên. Bởi vì dàn đấu của Miền Đông nước Anh rất mạnh. Chiến thắng. Tốt. Bóng mặt cái chén đi ra ngoài. Điểm 15-17. Đội điểm 15-17 ra rồi. Pha bàn chắn tốt của Đình Vũ. Còn hai điểm nữa sẽ ra là một điểm số. Điểm là 17-15. Hai đây. Chính xác. Vô địch. Tốt. Đội điểm 17-15. Điểm 18-15 cho Miền Đông nước Anh. Miền Đông đang được có ưu thế dẫn 3 điểm, cũng như 3 điểm nữa. 18-15. Và chỉ còn 3 điểm nữa. Khó khăn rồi. Em trọng tài mắc lỗi. Điểm đổi cho anh em Hà Nội 16-18. 16-18 cho Hà Nội. Hà Nội cố lên thì còn 2 điểm nữa. Rồi cho Miền Đông, Sinh Bảo. Vẫn là Sinh Bảo. Vâng. Phải nói là trong trận đấu này và trong ngày hôm nay, Sinh Bảo thể hiện rất tốt, đánh rất hay. 19-16 cho Miền Đông. 19-16 cho Miền Đông rồi. Cầu thủ Hà Nội cố gắng lên tập trung bắt bước 1. Hay rồi cơ hội, tung toàn lắm, khó rồi. Rồi cho anh em ăn thôi, không được. Rất tốt. Chúng ta cho đánh lại, thay đổi đánh lại. Cho đánh lại cho vòng vừa rồi. Cảm ơn hơn 300 người đang xem, cảm ơn mọi người rất nhiều. Vâng. Mình tiếp tục chia sẻ đi ạ. Trận đấu cũng rất hay. Mọi người đang xem trận chung kết của giải bóng gian, bóng chuyền hơi nam. 19-16. Do câu lạc bộ thể dục thể thao văn hóa văn nghệ chùa Liên Trì Quốc Oai Hà Nội tổ chức mọi người nhá. Anh em bạn ơi. Tốt, thủ bóng rất hay của Đông Anh. Miền Đông nước Anh, Sinh Mở. Còn vẫn là Sinh Mở, không được rồi. Tuyệt vời. Và bóng cũng thua rất là tốt tầm của hai đội. Anh em ơi. Từ điểm điểm như chưa. Và hôm nay điểm 17-19 Hà Nội. Điểm cho anh em Hà Nội 17-19.
Vâng, các cầu thủ đội tuyển Hà Nội hãy cố gắng lên, chỉ còn 2 điểm nữa sẽ thay bằng cái điểm số. Điểm là 17-19 rồi. Vâng, bóng bóng lên trực tiếp, điểm vẫn đang lên 18-19 Hà Nội. Điểm cho anh em Hà Nội 18-19. Và mình đang thay đổi để số 3 phát bóng. Điểm rất quan trọng của Hà Nội. Rồi cho điểm đường lên 20 18 cho miền Đông. Quá đáng tiếc, 30 chưa phải là tết. Hà Nội cố lên. Rồi điểm 19-20. Một là hòa hai hết nào. Hà Nội phát bóng. Một là hai hết nào. Điểm số 21-19 trong hai set thì đội Việt Đông vậy là cũng cuộc đội Việt Đông của nước Anh chiến thắng với tỷ số 2-0. Vô địch không quá bất ngờ vì dàn của Việt Đông nước Anh hôm nay rất tốt, đã vượt qua cả dàn idol. Rồi chúng tôi đang chờ đợi chiếc xin được mời toàn thể ban huấn luyện của các đội bóng chúng ta đã giành cái thứ hạng cao. Việt Đông Yeah.
xin cảm ơn